Việt Nam hay ở nước ngoài, rất là nhiều người đang nói về chủ đề dropshipping kiếm tiền, nhưng phần lớn mình thấy mọi người chỉ đang tập trung vào cái cách là kiếm tiền như thế nào, nó dễ dàng ra làm sao, rồi là nó có thể nhanh chóng đem về thu nhập, thì đấy là cái mình hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên thì rất ít người nói về thực sự cái cách làm như thế nào để khiến cho các bạn kiếm được tiền một cách bền vững. Cái chìa khóa ở đây là kiếm được tiền một cách bền vững và có thể trở thành một cái sự nghiệp dài hạn. Chứ mình không muốn là chỉ sâu chúng ta là một cái quá trình thật là nhanh để làm sao chúng ta thì kiếm được vài ba đơn hàng, sau đó chúng ta có một chút vốn và sau đó thì chúng ta lại chẳng biết làm gì tiếp theo, thì đấy không phải là cái cách mà chúng ta nên lao vào dropshipping, đặc biệt ở cái tình hình hiện tại như là 2024 đang có rất là nhiều sự cạnh tranh. Và để thành công được với dropshipping thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần rất 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 nhiều những yếu tố. Không ai nói cho các bạn biết là để làm dropshipping bây giờ các bạn cần phải có một sự hiểu biết nhất định về cách chúng ta thành lập công ty, cách chúng ta mở cổng thanh toán, cách chúng ta quản lý tài chính, cách chúng ta làm việc với nhân sự, thuê tuyển những cái nhân sự mới. Chính vì thế đa số những cửa hàng mà chúng ta tạo ra với Shopify nó chỉ là những cái cửa hàng online rất là nhỏ, doanh số rất là lẹt đẹt, thậm chí là nó chỉ bùng được lên có thể trong một thời gian rất là ngắn và sau đó thì nó lại sập xuống rất là nhanh, bởi vì chúng ta chưa biết cách gọi là xây dựng một cái doanh nghiệp thực sự trên internet. Trong cái video này thì mình sẽ phân tích sâu hơn một cái case cho anh em có một cái góc nhìn rõ hơn là tại vì sao những cái doanh nghiệp họ có thể là vươn lên trở thành những cái cửa hàng trực tuyến vô cùng rộng rãi ở thị trường Mỹ. Đây là một thị trường vốn vô cùng cạnh tranh nhưng cũng có rất là nhiều tiềm năng đang được trấn giữ bởi những ông lớn như là Amazon, SG Wix hay rất là nhiều những cái nền tảng khác. Nhưng tại vì sao có những platform vẫn có thể cạnh tranh đối đầu trực tiếp với những cái nền tảng này và trở thành một trong những cái top top brand trên thị trường quốc tế, thì đó chính là platform Temu. Nếu như các bạn có lướt bất cứ một cái trang web hay là chúng ta có chỉ cần lướt internet thôi, chắc chắn là các bạn sẽ thấy một cái quảng cáo nào đó của Temu. Các bạn biết rằng là trong hàng thập kỷ phát triển thì Amazon hiện nay mới chỉ có 67 triệu khách hàng, thì trong khi Temu chỉ là một cái platform phát triển từ tháng 9 năm 2022 nhưng đến hiện tại đã có 51 triệu khách hàng, tức là cái số lượng khách hàng của Temu trong khoảng tầm hơn một năm thôi nó đã gần bằng với Amazon phát triển trong 10 năm rồi. Thì đây là một con số rất là kinh khủng và nó đang thực sự là đáng báo động cho Amazon. Và Amazon hiện tại đang gặp vô vàn những cái sự cạnh tranh đến từ những cái brand từ Trung Quốc như Temu, Shein hay là TikTok Shop. Temu có thể là offer cho khách hàng Mỹ một cái giá vô cùng rẻ. Ngày trước chúng ta bán hàng dropshipping chúng ta hay gọi là so sánh mình với cả những cái sản phẩm trên Amazon, đúng không? Chúng ta đã thấy khó rồi, trên Amazon đã bán những sản phẩm khá là rẻ rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ thằng Temu này nó có thể là offer cho khách hàng với giá rẻ hơn cả thằng Amazon rất rất nhiều. Xét về cái khía cạnh ship hàng, thời gian giao vận thì Amazon vẫn là vô địch vô đối rồi. Thời gian của Amazon chỉ tầm 2 đến 3 ngày thôi. Còn thằng Temu này thì nó rất dao động trong tầm từ 6 cho đến 22 ngày. Tức là cái thời gian giao vận của thằng Temu thì nó là Trung Quốc mà, thì nó giao từ Trung Quốc đến Mỹ thì nó vẫn mất đâu đó khoảng tầm 2 cho đến 3 tuần mới có thể là deliver được cái đơn hàng đấy. À, thì điều đó nói cho các bạn biết được một điều, đó là khách hàng Mỹ vẫn hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận chờ đợi cái món hàng được giao đến tay của họ, miễn là họ được trả một cái mức giá thấp hơn. Đấy thì tức là cái cửa cho chúng ta làm dropshipping vẫn hoàn toàn có để chúng ta có thể chiến thắng được. Khách hàng Mỹ bây giờ họ vẫn đang muốn là thắt chặt cái chi tiêu, họ vẫn muốn là tiết kiệm những cái ngân sách shopping của mình và họ vẫn muốn là tìm những cái platform, những cái cửa hàng, những cái địa chỉ uy tín mà có thể cho họ cái mức giá thấp. Đấy thì đó là cái lợi thế mình nghĩ là lớn nhất của thằng Temu này mà nó có thể ăn được cái thằng Amazon. Nó không tập trung vào cái việc là làm sao ship cho khách hàng thật là nhanh trong thời gian là dưới một tuần như thằng Amazon, mà nó tập trung vào cái việc là giá thật là rẻ. Đấy, và mỗi một cái sản phẩm trên Temu này thì nó là lấy trực tiếp từ manufacturer, tức là nó
kết nối trực tiếp manufacturer ở Trung Quốc và đến trực tiếp vào tay của khách hàng luôn, cho nên là nó cắt bỏ đi những khâu trung gian, nên là nó sẽ không đánh vào cái margin là thật là cao. Chiến lược này là hoàn toàn khả thi và nó đang up, có cái hiệu quả rất là lớn ở thị trường Mỹ. Ngoài cái yếu tố là giá rẻ ra thì có những yếu tố nào để thằng Temu này có thể chiến thắng được thằng Amazon? Nó tạo dựng một cái thương hiệu đấy, nó không muốn là định vị bản thân mình như là một cửa hàng dropshipping bình thường là cứ bán để ăn tiền để thu được tiền về. Làm sao để có thể là khiến khách hàng ghi nhớ in sâu vào đầu về cái brand là Temu này bằng cách nào? Bằng cách là nó sẽ làm private label cho cái packet của cái món hàng của mình. Bất cứ một cái packet nào được giao đi thì nó đều được giao trong một cái box này, đều được giao trong một cái packet này và đều có in cái logo là Temu. Thì cái này người ta gọi là private label. Bất cứ một cái supplier nào bên Trung Quốc thì nó đều có cái dịch vụ là private label. Tiếp theo nữa đó là trên các trang mạng xã hội thì sẽ tràn ngập tất cả những cái video của những cái influencer, những cái KOC nói về brand Temu này. Đấy, thì bằng một cách gọi là trả phí hoặc là bằng một cách marketing chuyển miệng thôi, thì nó khiến cho rất 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 nhiều những cái người làm content họ chia sẻ về cái brand Temu này, thì gọi là nó sẽ khiến cho cái social media gọi là ngập tràn tất cả những cái video về cái brand là Temu, thì khách hàng sẽ có một cái sự tò mò, ồ sao ai ai cũng nói về Temu rồi, sao Temu lại rẻ vậy, rồi Temu này có lừa đảo hay không, thì nó là một cái lợi thế về marketing cực kỳ lớn. Rồi cái yếu tố tiếp theo khiến cho Temu đang trở thành thế lực đó là họ chi rất nhiều tiền cho quảng cáo. Khi mà chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta cũng tìm ra những kênh quảng cáo trả phí như là chạy quảng cáo trên TikTok, trên Facebook, trên Google, thì thằng Temu này cũng làm như vậy thôi. Và các con số báo cáo cho thấy rằng trong năm 2023 thì nó chi ra lên đến là 1,7 tỷ cho quảng cáo chỉ riêng trong 2023, và dự kiến là trong năm 2024 này thì nó sẽ chi ra 3 tỷ đô cho quảng cáo. Nhiều bạn nói rằng là chỉ cần làm video để đăng lên để kiếm những cái organic traffic thì như vậy cũng được thôi, nhưng nó theo mình thì đó chỉ là một trong những cái phương án để chúng ta có được những cái đơn hàng. Nếu như chúng ta muốn xây dựng một cái thương hiệu, một cái brand bền vững thì chúng ta không thể nào bỏ qua được những cái kênh marketing trả phí. Nó sẽ là những cái phương án dài hạn, đúng không ạ? Marketing trả phí nó sẽ dài hạn bởi vì là chúng ta có thể kiểm soát được nó, chúng ta muốn tăng trưởng bao nhiêu lần chúng ta thì đổ thêm bao nhiêu ngân sách. Nhưng marketing miễn phí hay chúng ta phụ thuộc vào những cái kênh gọi là viral thì chúng ta không thể nào kiểm soát được, và có thể là trong một thời gian ngắn thôi nó mất dần cái độ hot, thì chúng ta rất khó để có thể duy trì được cái doanh số, nên là bắt buộc chúng ta cần phải để mắt và chúng ta cần phải có những phương án cho những kênh marketing trả phí. Và thằng Temu này nó đang gọi là đốt tiền, nó đang đốt tiền cho những kênh marketing trả phí trên tất cả những cái nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Google hay Pinterest hay là Reddit hay bất cứ một cái trang nào mà nó có thể chi tiền, nó chi hết cho tất cả những cái platform đấy. Và một cái nữa mà thằng Temu đang áp dụng là nó tạo ra rất rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi trên khắp những cái nền tảng mà nó có thể kinh doanh. Thì thằng Temu này nó có website và nó có cả mobile app. Khi mà khách hàng dùng app thì sẽ có rất là nhiều những cái coupon, những cái code được tặng cho khách hàng đấy, thì họ sẽ có những động lực và họ sẽ mong muốn là shopping nhiều hơn trên cái nền tảng Temu này. Thì cái chìa khóa đây là chúng ta phải khiến khách hàng quay lại mua chúng ta ít nhất là lần số 2 trở đi. Các bạn thử để ý xem tất cả những cửa hàng nào mà chúng ta chỉ có khách hàng mua một lần ấy, thì những cái cửa hàng đó rất nhanh chóng sẽ bị sập. Nên là thằng Temu nó làm cái chiêu rất là hay, đó là nó khiến cho khách hàng phải tải app. Đấy, và khi mà khách hàng tải app rồi thì một cái lượng cực cực kỳ lớn, mình nghĩ ít nhất là 90% nó sẽ khiến cho khách hàng phải mua thêm một cái đơn hàng số 2 bằng việc nó tạo cho quá nhiều những cái code mà có thể nói là rất khó để từ chối. Đấy, thậm chí nó không cần lợi nhuận cho những cái đơn hàng số 2 này, bởi vì nó biết được rằng là những ai mà sẵn sàng mua lần thứ hai sẽ có thể mua những cái lần tiếp theo, vì lần thứ hai là lần khó nhất. Nếu các bạn thuyết phục được họ mua lần số 2 thì sẽ còn rất rất nhiều những cái lần sau mà các bạn sẽ không bị mất tiền để có được cái đơn hàng đó nữa. Điều này đã khiến cho cái số lượng khách hàng active hàng tháng của Temu
hiện tại thì nó đã vượt trên cả Shein. Đấy, các bạn biết là Shein là một cái platform cũng gọi là làm mưa làm gió ở thị trường Mỹ rồi đúng không? Đấy, nhưng mà hiện tại thằng Temu này nó có số lượng active nó còn cao gấp đôi thằng Shein cơ. Và đương nhiên rồi, với bất kỳ một cái business nào không chỉ Temu thì các bạn cũng luôn cần những cái hệ thống support khách hàng vô cùng nhiều. Trên platform của Temu thì các bạn có thể là nhắn tin support qua bất cứ một kênh nào, như là gọi điện này, hoặc là chat này, hoặc là để lại email, thì đây đều là những kênh mà bên Temu có thể là hỗ trợ và support được cho các bạn. Một cái nữa không thể nào bỏ qua đó là Temu có một cái số lượng những cái cổng thanh toán cực kỳ phổ biến và nó cực kỳ tiện lợi cho khách hàng Mỹ. À, và gần như là chỉ cần là các bạn đang sinh sống ở Mỹ rồi thì các bạn có thể trả qua bất cứ một cái hình thức nào. Thì các bạn phải nhìn ở dưới là những cái phương thức thanh toán của Temu nó vô cùng đa dạng, từ PayPal đến thẻ Visa đến thẻ Master đến thẻ American Express đến Discover đến Metro đến Apple Pay, Afterpay, Klarna, Google Pay, Affirm, Venmo, rất nhiều. Thì không có một cái lý do gì mà khách hàng có thể là từ chối và họ có thể là bỏ qua cái đơn hàng đấy. Họ tạo ra cái sự thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán là vô cùng cao. Nói chung là để mà phát triển được một cái cửa hàng dropshipping như Temu là một điều mà chúng ta có thể làm được, chỉ là ở quy mô như thế nào mà thôi. Đương nhiên chúng ta rất khó, chúng ta không có nhiều vốn được như cái bọn là Temu này. Nó là một cái công ty ở Trung Quốc, là có công ty mẹ rất là lớn. Thì đương nhiên chúng ta không thể nào có một cái số tiền vốn khủng để đốt tiền cho ad. Chúng ta không thể nào mà có những cái chiến lược marketing khủng khiếp như thằng Temu. Nhưng cái bài toán mình muốn chia sẻ cho các bạn ở đây đó là để phát triển được một cái cửa hàng dropshipping ở thời điểm hiện tại, nó không phải là cái điều gì quá là xa vời đối với những người như chúng ta. Đó, các bạn sẽ cần biết một chút về influencer marketing, cho cần biết một chút về chạy quảng cáo, cho cần biết một chút về đăng ký pháp nhân, cổng thanh toán, chúng ta biết một chút về social media, chúng ta cũng biết một chút về logistics, chúng ta cũng cần biết một chút về fulfillment và support CRM. Cơ bản là chúng ta sẽ cần làm việc trên những cái khía cạnh đó để có thể có một cái business bền vững. Ở thời điểm hiện tại chúng ta làm dropshipping thì chúng ta hỏi là còn cơ hội cho mình không? Thì cái câu trả lời ở đây là còn, nhưng nó đang bị thu hẹp dần bởi rất là nhiều những cái người chơi lớn ở bên trong cái thị trường này. Họ đang là những cá mập rất là lớn, như Amazon, như là Temu, như là Shein, đều là những cái cá mập rất là lớn. Và để chúng ta có được sự thành công ấy, thì chúng ta cần phải mở rộng cái kiến thức của mình và chúng ta cần bỏ nhiều hơn cái công sức, không giống như những cái chuyên gia trên mạng. Họ cố gắng làm mọi thứ thật là dễ dàng, họ không nói nhiều về cổng thanh toán, về pháp nhân, về những cái back end phía sau. Họ chỉ show những cái gọi là phần nổi của một cái tảng băng để cho bạn thấy là họ bỏ vào rất là ít thời gian nhưng họ kiếm được rất là nhiều tiền. Thì điều đó không phải như vậy. Các bạn cần phải lường trước đến những cái vấn đề như mình đã nói trong cái video này. Đó là một chút cái chia sẻ của mình sau khi thấy những cái platform đi sau nhưng họ đang có một cái sự phát triển rất là thần kỳ và đang trở thành những cái cá mập trong cái ngành dropshipping e-commerce này. Thì mình muốn chia sẻ cho chúng ta một chút cái lời khuyên cũng như cái kiến thức từ cái kinh nghiệm cá nhân. Thì hy vọng là nếu như các bạn có mong muốn là chinh chiến trong cái lĩnh vực này thì hãy cảnh giác và đầu tư cho bản thân trước khi tham gia. Hãy chuẩn bị đâu đó những cái kiến thức, trang bị những cái kiến thức xung quanh những cái vấn đề mà Vinh chia sẻ rồi hãy tham gia. Nếu như có câu hỏi nào thì hãy để lại xuống bên dưới video, mình sẽ hỗ trợ cũng như mình sẽ trả lời cho anh em. Thì nhớ subscribe để không bỏ lỡ video nào của Vinh. Hẹn gặp lại chúng ta ở video tiếp theo nhé.